gì Campuchia tuyên bố không ăn Việt Nam là thấy thích mà. Rồi, trở lại kênh Bonsai Cần Thơ. Em tên Úc, em kính chào cô chú anh chị gần xa ha. Hôm nay trở lại vườn nhà của bên em. Em còn này 100 cây cô chú anh chị. 100 cây nữa là bên nhà nghe anh chị ơi. Đầu tiên là cây số 1, bữa nay em giao lưu anh chị 20 cây nghe anh chị. Cũng một cốt tàng thông giáo Thủ Đức hết trơn nghe anh chị. Này là có đế đẹp luôn đó nghe anh chị ơi. Đầu tiên là cây số 1 nha anh chị. Này là đế, này là cực kỳ đẹp luôn đó nha anh chị ơi. 100 cây này là mới khui bà đầu tiên luôn nha anh chị ơi. Và bên nhà em còn 100 cây nữa đó nha anh chị ơi. Quay một vòng cho anh chị coi kỹ cái rồi em đo thông số luôn nha. Này dáng hơi nghiêng chút xíu, nụ đồ ok. Em đo xích trên đây nha anh chị ơi. Hoành thân 24, em đo nguyên cái củ này luôn nha. Củ này là 30-39 nè anh chị. Đế quá đẹp cái đế luôn. Đế này đế khủng đế luôn. Tán ngang 1m6 luôn anh chị ơi. Chiều cao là 1m9 nha anh chị ơi. 2m mà em trừ hao rồi đó. Chiều cao 1m9 luôn. Là mã số 1 nha anh chị. Nụ thì ok luôn, mã số 1 này em giao lưu với anh chị là 2.300.000 nha anh chị. 2.300.000 cho mã số 1 anh chị ơi. Quá đẹp luôn, bộ đế này giữ bộ đế luôn nè anh chị. Đó. Bộ đế là nó đều đế luôn. Nụ thì ok hết trơn luôn. Rồi, em xin đổi cây luôn anh chị ơi. Rồi, tiếp theo là mã số 2 nha anh chị ơi. Cũng là một cốt tàng thông nha, chỉ cần anh chị nhìn hộ giùm em cái nha. Đó. Em tên Úc, em số điện thoại của em là 0917145232 nha anh chị. Cảm ơn anh chị, cô chú anh chị gần xa đã ủng hộ mấy cái clip vừa qua của bên em nha anh chị. Rồi em xin đo thông số luôn anh chị ơi. Hoành thân 28 nha anh chị. Hoành thân 28 luôn anh chị ơi. Tán ngang là 1m5 anh chị ơi. Chiều cao 1m9 anh chị ơi. Chiều cao 1m9 nha anh chị. Hoành thân 28 nha, mã số 2 nha anh chị ơi. Củ đế nở luôn á nha anh chị. Củ đế nở dấn rễ từ nhỏ hết trơn nha anh chị ơi. Lô này là em mới khui luôn. Cây mã số 2 em giao lưu với anh chị là 2.200.000 nha anh chị. Phí ship của em là 200 cây số nha anh chị ơi. Rồi quá đẹp luôn, chi cành là lực hết trơn luôn, xương bự hết trơn. Quá bự luôn. Rồi em xin đổi cây luôn anh chị ơi. Quá đẹp luôn. Rồi tiếp theo là mã số 3 nha anh chị. Mã số 3 là cũng một cốt tàng thông nha. Chi cành anh chị nhìn hội em nghe đều từ dưới lên trên luôn nha anh chị. Củ đế nở luôn. Cây nào cũng như cây nấy nha anh chị. Đế là đế đẹp luôn á. Quay một vòng cho anh chị coi rồi em đo thông số luôn nha anh chị. Phí ship của em là 200 cây số nha anh chị. Số điện thoại của em là 0917145232 nha anh chị. Cũng là cây mạ giảo Thủ Đức nha, mặt bông từ 5 đến 12 cánh nha anh chị.
mà năm cánh này cũng lộn chút đỉnh thôi chứ không nhiều quá đâu nha anh chị. Hoành thân 23, nụ thì bên em bao cho anh chị luôn á. Tá ngang 1m6, chiều cao 1m7 nha anh chị ơi. Mã số 3 này em giao lưu với anh chị là 2.100.000 nha anh chị. 2.100.000 cho mã số 3 nha anh chị ơi. Củ đế nở luôn, đế này quá đẹp luôn. Cây nào như cái nấy có đế hết. Đó, quá đẹp luôn. Anh chị nhìn hộ giùm em, anh chị nào có yêu thích mai vàng thì số điện thoại của em 0917145232 đó nha anh chị. Rồi em xin đổi cây luôn anh chị ơi. Rồi tiếp theo là mã số 4 luôn anh chị ơi. Củ đế nở luôn, dấn rễ từ nhỏ luôn anh chị. Cái này nhỏ chứ nụ dữ lắm anh chị ơi. Cây nhỏ nhỏ này nụ dữ dằn luôn. Cây mã số 4 nha anh chị. Thiếu nó hơi phía bên nha anh chị. Phía bên em ngồi nè nha anh chị. Hoành thân 20, tán ngang 1m4, chiều cao 1m6 anh chị ơi. Cây mã số 4 này em giao lưu với anh chị là 1 triệu rồi nha anh chị. 1 triệu cho mã số 4 luôn anh chị ơi. Chỉ cần đều hơi lép chỗ này, chỗ cái tay em nè nha anh chị. Đó, lép này mà có hai nhánh này nữa là ok luôn. Hai nhánh này, cây này là quá đẹp luôn đó. Củ đế, đế này đẹp luôn nha anh chị. Mã số 4 nha anh chị, 1 triệu nha anh chị. Phí ship em 200 số nha anh chị ơi. Rồi em xin đổi cây luôn anh chị ơi. Rồi tiếp theo là mã số 5 luôn anh chị ơi. Mã số 5 cũng một cốt vàng thông nha anh chị. Củ đế luôn, quay củ cho anh chị coi luôn. Rồi anh chị coi giùm hộ giùm cái củ đi, các em quay đo thông số luôn nha anh chị. Rồi hoành thân 19 nè anh chị ơi. Quá đẹp luôn, củ đế nở luôn. Tán ngang 1m4, chiều cao 1m8 luôn anh chị ơi. Mã số 5 này em giao lưu với anh chị là 1.100.000 nha anh chị. 1.100.000 cho mã số 5 luôn anh chị. Củ đế nở luôn, đẹp luôn. Nụ là ok hết trơn luôn anh chị, từ trong ra ngoài luôn. Rồi em xin đổi cây luôn anh chị ơi. 1.100.000 nha anh chị cho mã số 5 nha anh chị. Củ đế quá đẹp luôn anh chị ơi. Đây, quá đẹp luôn. Rồi tiếp theo là mã số 6 nha anh chị ơi. Mã số 6 cũng là một cốt đàn thông nha, chỉ cần là sát mặt cậu luôn nha anh chị. Sát mặt cậu luôn mà cái cây này nó tàn, nó hơi đứng đứng giống cây đào nha anh chị. Tàn là khích tàn luôn. Củ đế nở luôn đó. Này nè, có đế cây nào như cây nấy luôn anh chị. Dấn cái rễ này dấn tròn qua luôn nè. Hoành thân 22 anh chị ơi. Hoành thân 22 luôn nha anh chị. Tán ngang của em nó là 1m6 nha anh chị ơi. Chiều cao 1m7 luôn anh chị ơi. Mã số 6 này em giao lưu với anh chị là 1.900.000 nha anh chị. Nụ là từ trong ra ngoài luôn đó. 1.900.000 cho mã số 6 anh chị ơi. Phí ship của em là 200 cây số. Số điện thoại của em là 0917145232 nha anh chị. Em tên Út em nha anh chị ơi. Cô chú anh chị nào mà hôm nay có mua mai bên em thì tứ nước nhiều vô giùm em buổi sáng giùm em nha anh, cô chú anh chị. Rồi em xin đổi cây luôn anh chị ơi. Rồi tiếp theo là mã số 7 nha cô chú anh chị ơi. Mã số 7 cũng là một cốt tàn thông nha, chỉ cần thì anh chị nhìn hộ em nha. Nụ thì em bao cho anh chị luôn á. Nụ là ok chân luôn, từ trong ra ngoài luôn. Cây này nụ khiếp luôn á. Nụ dữ dằn nụ luôn. Củ đế nở luôn. Đế này là đẹp luôn. Quá dữ cái đế luôn. Nở. Này em đo xích trên nha anh chị. Đo xích trên đây nha. Đó. Hoành thân 25. Ở dưới này chút là bự lắm ạ. À. Ở dưới là nó tới 32 đặng. Hoành thân 25 nha anh chị, chứ không phải 32 nha. Hoành thân 25. Tán ngang 1m7. Chiều cao 1m9. Mã số 7 này em giao lưu với anh chị là 2.300.000 nha anh chị. 2.300.000 cho mã số 7 nha anh chị. Nụ là cực kỳ nhiều luôn. 2.300.000. Rồi anh chị mình nhìn hộ giùm em. Anh chị nào mà có ưng bụng vừa mắt thì số điện thoại của em là 0917145232 nha anh chị. Em tên Út em, phí ship của em là 200 cây số luôn nha.
Rồi em xin đổi cây luôn anh chị ơi, quá đẹp luôn. Đây, tiếp theo là mã số 8 luôn anh chị ơi. Mã số 8 là một cốt tàn thông nha anh chị. Chi cành thì anh chị nhìn hộ lên em, từ dưới lên trên luôn, đẹp luôn. Nụ thì từ trong ra ngoài luôn, ok hết trơn luôn. Này là em còn 100 cây nữa nha anh chị. Lô này là lô mới xuất đầu tiên luôn. Nó thông số luôn. Hoành thân 24. Hoành thân 24 nha anh chị. Mã số 8 nha anh chị ơi. Tán ngang là 1m6. Chiều cao là 2m luôn anh chị ơi, hết cái thước rồi anh chị ơi. Chiều cao là 2m luôn. Tán ngang 1m6, mã số 8, em giao lưu với anh chị là 2.100.000 ha nha anh chị. 2.100.000 cho mã số 8. Số điện thoại của em là 0917145232 nha anh chị. Phí ship của em là 200 cây số luôn. Quá đẹp luôn. Để em quay chậm chậm từ từ cho anh chị nhìn hộ em nha. Rồi. Em xin đổi cây luôn anh chị ơi. Rồi, tiếp theo là mã số 9 anh chị ơi. Cũng một cốt tàn thông nha anh chị. Tàn này nó hơi đứng đứng chút xíu. Mã số 9 nha anh chị. Nụ quá chừng nụ luôn. Cây nào cũng là cũ đế nở cho cái vàng mai này, 100 cây này là cây nào cũng cũ đế nở cho anh chị. Cũ đế nở luôn, em đo thông số anh chị nhìn họ, hoành thân 21 hả anh chị ơi. Hoành thân 21. Tán ngang của em nó là 1m5 anh chị ơi. Chiều cao 1m5 luôn anh chị ơi, 15 hết anh chị ơi. Mã số 9 này em giao lưu với anh chị là 1.600.000 hàng anh chị. Nụ quá trời nụ luôn, 1.600.000 cho mã số 9 anh chị ơi. Này là khỏi dạch nụ luôn, quá trời luôn rồi. Nụ này nở là bông bự không đó anh chị ơi. Bông ok luôn đó, em quay vòng cho anh chị coi nha. Quá đẹp luôn, 1.600.000 cho mã số 9 anh chị. Rồi anh chị nào có ưng bụng vừa mắt đó, thì số điện thoại của em 0917145232 nha anh chị. Rồi em xin đổi cây luôn anh chị ơi. Rồi tiếp theo là mã số 10 nha anh chị. Mã số 10 nha anh chị ơi. Mã số 10 là cũng một cốt tàn thông nha anh chị. Nụ thì là cực kỳ nhiều luôn. Dàn nụ này là em bao cho anh chị luôn đó. Dàn mai bên em là em bao nụ cho anh chị luôn, từ trong ra ngoài luôn. Cũ đế luôn. Chi cành là lực hết trơn luôn. Cây nào hoành thân hay nhỏ chứ chi cành là lực lắm. Mã số 10 nha anh chị. Anh chị nhìn hộ em đo thông số luôn nha. Hoành thân 22. Hoành thân 22 luôn anh chị ơi. Quá chừng nụ luôn, quá cực kỳ đẹp luôn. Tán ngang 1m6 anh chị ơi. Chiều cao 1m7 luôn anh chị ơi. Mã số 10 này em giao lưu với anh chị là 1.800.000 nha anh chị. 1.800.000 cho mã số 10 anh chị ơi. Quá trời nụ luôn, cực kỳ đẹp luôn. Anh chị nào có yêu thích mai vàng thì gọi cho em 0917145232 nha anh chị. Rồi em xin đổi cây luôn anh chị ơi. Rồi tiếp theo là mã số 11 nha anh chị ơi. Cũng là một cốt tàn thông nha anh chị. Chi cành thì anh chị nhìn hộ em cái nha. Nụ là ok hết trơn luôn anh chị ơi. Nụ quá chừng nụ luôn. Quá chừng nụ luôn cây này luôn rồi. Nụ quá trời dữ luôn. Này là hơi nhỏ chút xíu chứ không sao anh chị, anh là cây này là anh chị nào mà có mua lặt bữa 12 cho em là nở ok luôn đó anh chị. Củ đế đế quá đẹp luôn anh chị ơi. Ừ, cái này nở mà có đế nó dấn hết trơn nha anh chị. Em đo xích lên trên luôn nha anh chị ơi. Hoành thân 23 nha anh chị. Hoành thân 23 cho mã số 11 nha anh chị. Tán ngang là 1m7 luôn anh chị ơi. Chiều cao 1m9 luôn nha anh chị ơi. Chiều cao 1m9, tán ngang 1m7 nha. Hoành thân 23, mã số 11 nên giao lưu với anh chị là 2.200.000 nha anh chị. 2.200.000 cho mã số 11 anh chị ơi. Quá đẹp luôn, cực kỳ đẹp luôn. Cho anh chị tết lật cái ngắm qua. Rồi đế quá đế luôn. Ngắm mai nở rồi mình đón xuân về luôn nha anh chị ơi. 2.200.000 nha anh chị. Rồi em xin đổi cây luôn anh chị ơi. Rồi tiếp theo là mã số 12 nha anh chị ơi.
Mã số 12 này là cây này tàn hay dù nghe anh chị ơi. Tàn dù chứ không phải tàn thông nha. Mã số 12. Mã số 12 này là cực kỳ, bộ đế cực kỳ đẹp luôn. Bộ đế cực kỳ đẹp luôn. Cũ đế mà bộ đế này là gắn quấn thân này nghe anh chị. À. Quá giữ cái bộ đế này luôn rồi. Anh chị nhìn giùm em nghe, em đo thông số luôn nha anh chị. Hoành thân này 23 hả anh chị ơi. Đế này quá giữ cái đế luôn. Hoành thân 23. Tán ngang 1m8 nha anh chị ơi. Chiều cao 1m4 rồi anh chị ơi. Này tàn dù nha anh chị, nụ là ok hết trơn em bao anh chị luôn đó. Xương bự luôn. Mã số 12 này em giao lưu với anh chị là 2.300.000 nha anh chị. 2.300.000 cho mã số 12 nha anh chị ơi. Quá trời cái bộ đế này luôn. Bộ đế này anh chị nhìn em cái bộ đế quá giữ cái bộ đế luôn. 2.300.000 cho mã số 12 nha anh chị. Quá đẹp luôn. Rồi em xin đổi cây luôn anh chị ơi. Thì tiếp theo là mã số 13 luôn anh chị ơi. Mã số 13 cũng là một cốt tàn thông nha anh chị. Cây này dáng hơi nghiêng nhẹ tí xíu. Chi cạnh thì anh chị nhìn hộ giùm em nha. Số điện thoại của em là 0917145232 nha anh chị. Em tên Úc em. Hoành thân 23 luôn anh chị ơi. Cây nào cũng có củ đế hết trơn nha anh chị. Anh chị nhìn hộ giùm em nha. Hoành thân 23. Tán ngang 1m6. Chiều cao 1m7 luôn anh chị ơi. Mã số 13 này em giao lưu với anh chị là 1.600.000 hơn anh chị. 1.600.000 cho mã số 13 anh chị ơi. Rồi em xin đổi cây luôn anh chị ơi. Rồi tiếp theo là mã số 14 anh chị ơi. Mã số 14 cũng là một cốt tàn thông nha. Chi cành thì anh chị nhìn hỏi giùm em nha. Đặt tàn luôn đó nha anh chị. Chi cành là đều luôn. Chi cành là cây nào như cái nấy nó lực lực không à. Xương bự không đó anh chị. Củ đế nở luôn. Rồi anh chị nhìn đi em đo thông số luôn. Hoành thân 23. Hoành thân 23. Đặt tàn luôn đó nghe anh chị ơi. Tán ngang 1m5. Chiều cao 1m5 luôn anh chị ơi. Hơn 1m5 mà em tính 1m5 thôi cho nó chẳng. Là mã số 14 này em giao lưu với anh chị là 2.100.000. 2.100.000 nha anh chị. Cho mã số 13 nha, nụ là em bao anh chị luôn. Gọi nụ giùm nè, nụ quá dữ nụ luôn. Cái này là khỏi dịch luôn á. Ok hết trơn luôn. À. Quá dữ nụ luôn. 2.100.000 cho mã số 14 nha anh chị ơi. 2.100.000 cho mã số 14 luôn. Quá đẹp luôn. Cực kỳ đẹp luôn. Phí ship của em là 200 cây số nha anh chị. Rồi em xin đổi cây luôn anh chị ơi. Rồi tiếp theo là mã số 15 luôn anh chị ơi. Mã số 15 luôn. Một cốt tàn thông luôn. Cây nào cũng một cốt hết nha anh chị. Cây này bộ đế đẹp nha anh chị ơi. Bộ đế cực kỳ đẹp luôn. Quá đẹp luôn, nụ từ trong ra ngoài luôn. Số điện thoại của em là 0917145232 nha anh chị. Anh chị em tên Út em nha. Đây bộ đế này mà nó hơi nghiêng, cái này như đuôi thú nằm nè. Bên đây là quá đẹp luôn nè. Quá đẹp của bộ đế này luôn. Hoành thân 22 rồi nha anh chị ơi. Quá trời cái đuôi nó đẹp luôn rồi. Nó cùi cái đuôi thú nằm đó. Quá đẹp luôn. Hoành thân 22 nha anh chị. Tán ngang 1m7 anh chị ơi. Chiều cao 1m7 luôn anh chị ơi. Mã số 15 này em giao lưu với anh chị là 2.300.000 hơn anh chị. 2.300.000 cho mã số 15 anh chị ơi. Quá đẹp luôn, cực kỳ đẹp luôn. Tán ngang 1m7 luôn. Quá chừng luôn. Rồi coi nụ luôn. Quá dữ luôn. Đế quá trời đẹp cái đế luôn. 2.300.000 cho mã số 15 anh chị ơi. Nụ là em bao cho anh chị hết luôn á. Khi anh chị nhầm khi quay cái anh chị thấy không rõ, anh chị xả ngược cho lại anh chị nhìn hộ em cái nha. Có gì thì anh chị cũng thông cảm cho em nha.
Rồi em xin đổi cây luôn anh chị ơi. Quá trời cái tàn này rồi. Rồi tiếp theo là mã số 16 luôn nha anh chị ơi. Mã số 16. Dán này dán nó hơi nghiêng tí xíu nha anh chị, mà củ đế luôn nha. Dán này đẹp luôn á. Củ đế đẹp luôn. Một cốt toàn thông nha anh chị. Chi cành anh chị nhìn hộ giùm em. Rồi em đo thông số luôn rồi. Em đo xích lên trên luôn nha anh chị ơi. Này nó hay nghiêng. Đo dưới bự lắm ạ. Hoành thân 22. Hoành thân 22 luôn. Dán này hay nghiêng tí xíu. Này nó có cái kiểu đẹp lắm á. 8 ngang là 1m6. Chiều cao 1m8. Mã số 16 này em giao lưu với anh chị là 2.200.000 nha anh chị. 2.200.000 cho mã số 16 anh chị ơi. Phí ship của em là 200 cây số, số điện thoại của em là 0917145232 nha anh chị. Anh chị nào có yêu thích mai vàng thì gọi điện cho em. Rồi em quay một vòng nữa cho anh chị nhìn hộ em cái nha. Quá đẹp luôn. Rồi em xin đổi cây luôn anh chị ơi. Rồi tiếp theo là mã số 17 nha anh chị ơi. Mã số 17 này là một cốt tàn thông nha. Chi cành thì anh chị nhìn hộ em nha. Mã số 17 cực kỳ đẹp luôn. Quá đẹp luôn. Em quay chậm chậm, em quay nãy hơi lẹ quá anh chị nhìn em nha. Rồi em đo xích trên đây nè. Cây mã số 17 này là có mẹ bồng con nha anh chị ơi. Mẹ bồng con mã số 17 này 22 là em đo tuốt trên đây nha anh chị. Em đo chùm cái này luôn nha, là bự nha anh chị ơi. Chùm cái này là hoành thân 31. Và chùm luôn mẹ bồng con luôn nha. Hoành thân 31 nha anh chị ơi. Có củ đế luôn nha. Cây này đẹp luôn á. Mã số 17. 8 ngang 1m6. Chiều cao 1m6 luôn anh chị ơi. Mã số 17 này em giao lưu với anh chị là 2.300.000 nha anh chị. 2.300.000 cho mã số 17 luôn anh chị ơi. Một cốt tàn thông luôn. Chi cành là đều gan luôn, đều hết trơn luôn. Mà nụ là em bao cho anh chị luôn. Nụ là cái này muốn siêu nụ luôn. Nụ dữ dằn luôn nè. Có dây luôn. Quá chừng là cái cây này nụ luôn. Nụ này nó chỗ cái là không thấy nhánh luôn. Rồi em quay một hộ cho một vòng nữa cho anh chị coi nha. Cái này là cái đế này quái lắm nha anh chị. Mẹ bồng con luôn. Đó. Củ nở luôn. Mã số 7 2.3, mã số 17 2.300.000 anh chị. 2.300.000 cho mã số 17 nha anh chị ơi. Rồi em xin đổi cây luôn anh chị ơi. Rồi tiếp theo là mã số 18 luôn nha anh chị ơi. Mã số 18 là một cốt đàn thông luôn nha anh chị. Cái này là vấn đế luôn nha. Này là có đế dấn luôn nha. Em quay một vòng cho anh chị coi luôn nha anh chị ơi. Rồi em quay chậm chậm cho anh chị dòm cái đế dùm em cái. Anh đo thông số luôn nha. Hoành thân 22 nha anh chị ơi. Tán ngang 1m3 hả nha anh chị. Chiều cao 1m3 luôn anh chị ơi. Mã số 18 này em giao lưu với anh chị là 1.400.000 ha anh chị. 1.400.000 cho mã số 18 nha anh chị ơi. Quá đẹp luôn. Củ đế nở luôn. 1.400.000 cho mã số 18 nha anh chị ơi. Rồi em xin đổi cây luôn anh chị ơi. Thì tiếp theo là mã số 19 nha anh chị ơi. Mã số 19 này là dán hơi lắc lượng tí xíu nha anh chị. Củ đế nở luôn, dán rễ luôn. Dán hơi lắc lượng. Dán lắc lượng nha anh chị ơi. Mã số 19. Rồi em đo thông số luôn nha anh chị ơi. Em đo tuốt trên nha anh chị ơi. Có cái củ dưới bự lắm nha. Hoành thân 25 nha anh chị. Có củ dưới này là cực kỳ đẹp luôn nha anh chị ơi. Cây nào cũng có củ đế hết. Đó. Tán ngang 1m3 nha anh chị. Chiều cao 1m6 luôn anh chị ơi. Mã số 19 nha anh chị. Mã số 19 này em giao lưu với anh chị là 1.400.000 nha anh chị. 1.400.000 cho mã số 19 nha anh chị ơi. Cũ quá trời, cũ luôn. Rồi em xin đổi cây luôn anh chị ơi.
Này là tiếp theo mã số 20 anh chị ơi, mã số 20 cũng là mã số cuối clip nha anh chị. Clip này em giao lưu với anh chị là 20 cây, mã số 20 cũng là mã số cuối clip nha anh chị. Một cốt tàng thông, chi cành thì anh chị nhìn hỏi em. Nụ thì em bao cho anh chị là từ trong ra ngoài luôn, cây nào nó cũng như cây nấy luôn á. Nụ là ok hết trơn luôn. Em đo thông số luôn nha anh chị ơi. Hoành thân 20 anh chị ơi. Hoành thân 20 nha anh chị. Tán ngang 1m6 anh chị ơi. Chiều cao 1m7 luôn anh chị ơi. Mã số 20 này em giao lưu với anh chị là 2 triệu nha anh chị. 2 triệu cho mã số 20 nha anh chị ơi. Quá đẹp luôn, nụ ok, em quay chậm chậm cho anh chị nhìn nụ luôn. Quá dữ nụ luôn rồi. Mấy chỗ này là nụ kéo như pháo. Đi ra như pháo luôn. Mã số 20 2 triệu nha anh chị ơi. Mã số 20 cũng là 20 luôn anh chị ơi, 2 triệu nha anh chị ơi. Chi cành đều luôn, củ đế nở luôn. Rồi mã số 20 cũng là cuối clip nha anh chị ơi. Rồi cuối clip em không có gì hơn thì em xin tổng chào cô chú anh chị gần xa đã ủng hộ kênh bonsai Cần Thơ suốt thời gian qua và mai vàng của chúng em. Em xin chân thành cảm ơn, hẹn gặp lại clip sau.